kiếm tài năng Việt Nam vẫn là một sân chơi thu hút rất nhiều bạn trẻ yêu thích thể loại nhạc dân ca trữ tình đến thử sức. Không biết sự mộc mạc chân chất từ cô gái này có chinh phục được ba vị giám khảo khó tính hay không đây? Hôm nay mình sẽ tham gia tiết mục gì? Hôm nay em sẽ tham gia tiết mục khác nhưng mà đảm bảo sẽ có sự bất ngờ. Ngờ có sự bất ngờ, tức là bây giờ mình sẽ không bật mí cho các bạn biết rằng là mình hát gì đâu đúng không? Dạ đúng. Tinh thần có thoải mái không? Có sẵn sàng bước ra sân khấu luôn không? Dạ có. Thế thì dì Lâm Anh mời bạn đi xem. Chào tất cả mọi người, xin chào ban giám khảo. Em tên là Quỳnh Thị Thu Ngân, em đến từ đảo Ngọc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Chèo thuyền về đây. Rồi hôm nay bạn làm gì nè? Dạ hôm nay em sẽ mang đến cho chương trình một tiết mục rất đặc biệt là nói về phụ nữ. Ý, hay quá, mời bạn. Chưa phù hợp lắm với giọng của cháu đâu. Cháu có hát được thể loại nhạc gì khác không? Dạ, cháu có thể hát loại Anh, Hàn, Trung, Nhật và Thái. Ừ. Trời đất ơi. Sao không chọn mấy cái đó cho nó lạ? Nửa bài sao là nhạc Hàn đang đợi lớn hơn. Đâu, bây giờ thử luôn đi, thử cái bài sao đi. Cho một cơ hội nữa, coi bài sao, thử coi sao. Rồi, đủ rồi. Rồi cho anh nghe câu tiếng Thái luôn coi. Rong rok thai phu phang rap mang ta gan mi khơ sươm glai tang chan le sa lang wa chai o yai cha chim lien han. Rồi, tiếng Nhật coi. 2, 3. Amari mimi moroi no ne kimichi wa sayuku kuyurete yo ga akeru toki eru ikubaki washo wa tsukaji mutai te yuku okina fatally. Okay. Wow. Em có biết mấy cái tiếng này không hay là em nghe rồi em nhớ phiên âm nó rồi em hát theo? Dạ đúng rồi, em nhớ phiên âm và hát theo. Dạ có người nhờ chỉnh cho một chút. Giỏi nhỉ, cũng là giỏi đấy. Cô này lại thiên về ngoại ngữ, là chính ra là phải học sư phạm ngoại ngữ. Anh nghĩ là em chưa có tốt trong cái lĩnh vực ca hát, hiểu không? Muốn hát tốt thì phải đi học nhiều hơn nữa. Nó chỉ nằm ở mức độ karaoke vui thôi thì được. Cái idea của em rất là tốt, liên khúc quốc tế rất là hay. Nhưng mà nếu mà em làm nó ngắn lại mỗi, đúng rồi, mỗi đoạn nó ngắn lại là mỗi đoạn ngắn xíu. Chứ em để nó dài quá đâm ra là nghe nó bị sốt ruột. Mà bản thân là cái giọng hát của em thì nó lại yếu, nó chưa có tới.
Cảm ơn em đã đến với ngày hôm nay. Với tôi là ngày hôm nay tôi không đồng ý. Anh cũng không đồng ý. Chú cũng không đồng ý. Có buồn không? Dạ không. Để em có thấy ban giám khảo nhận xét đúng không hay là sao? Ban giám khảo nói giọng em yếu thì em hơi ấm mức tí xíu. Tại vì hôm nay em hơi run. Cái lại lên đó mà vừa phải đi một quãng đường dài, vừa phải thở như vậy cầm mic nữa. Thế là em không đồng ý lắm. Em nghĩ là giọng của em khỏe hơn đúng không? Dạ đúng, em chỉ phân tích giọng đó là nó đúng rồi. Chắc là mình cần phải tập thêm. Dạ. Đừng buồn nhá. Dạ. Chào em. Chị. Đón xem chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam được phát sóng vào lúc 21:15 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3.